tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các bạn phần tự giới thiệu bản thân với những mẫu câu đơn giản và cơ bản nhất nha. Đầu tiên, bạn tên là gì? Onamaewa. Onamaewa. Khi nghe câu hỏi này, chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Cái câu căn bản và sơ cấp mà chúng ta đã học chính là Watashi wa, danh từ des, tức là tôi tên là gì đó. Được chưa nào? Ngoài ra còn một cấu trúc nữa mà chúng ta sẽ nói đó là Watashi wa, danh từ to moshimasu, tức là cách thứ hai đấy các bạn. Watashi wa, ví dụ như cô nói tôi là Yamada, Watashi wa Yamada to moshimasu. Được chưa nào? Chúng ta đến thời điểm này chúng ta sẽ học được hai cách. Tiếp theo, bạn đến từ đâu? Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa dochira desu ka? Tức là đất nước của bạn thì ở đâu vậy? Tức là bạn là người nước nào đó? Thì chúng ta sẽ, các bạn lưu ý cho cô, chúng ta sẽ dùng là dochira mà không dùng doko nhé, để thể hiện sự kính ngữ khi dùng hỏi một đất nước nào đó. Okuni wa dochira desu ka? Tiếp theo câu hỏi, bạn bao nhiêu tuổi? Thì cái câu sơ cấp mà chúng ta học là nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Ngoài ra một câu nữa là oikuchi desu ka? Các bạn cùng theo dõi nhé. Oikuchi desu ka? Tức là bạn bao nhiêu tuổi? Bây giờ bạn đang sống với ai? Bây giờ bạn đang sống với ai? Ima dare to sinde imasu ka? Sinde imasu ka? Tức là đang sống. Dare to là với ai? Ở cái khóa học trước thì cô đã giới thiệu cho các bạn về trợ từ tố rồi phải không ạ? Tức là khi nói với ai đó, với một người nào đó, chúng ta sẽ dùng trợ từ là tố. Được chưa nào? Sinh nhật của bạn là khi nào? Chúng ta có từ vựng sinh nhật là gì mấy bạn? Là tanjoubi. Tanjoubi tức là sinh nhật. Anata no tanjoubi wa ichi desu ka? Ichi chính là từ để hỏi, có nghĩa là khi nào. Thậm chí khi chúng ta hỏi rõ ra là sinh nhật của bạn là ngày mấy, tháng mấy, chúng ta sẽ hỏi là Otanjoubi wa nangachu nanichi desu ka? Sau đó chúng ta sẽ trả lời là Watashi no tanjoubi wa ngày và tháng. Và các bạn lưu ý cho cô, người Nhật nói ngày trước, tháng trước, ngày sau nha các bạn. Chúng ta sẽ nói tháng sinh của chúng ta trước rồi mới đến ngày. Về cách đếm số về ngày cũng như tháng thì cô đã giới thiệu cho các bạn ở những phần trước rồi, các bạn cùng xem lại nha. Tiếp theo, tôi đến từ đâu đó, chúng ta có cấu trúc là kara kimasta. Ví dụ cô nói tôi đến từ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh shi kara kimasta. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cấu trúc nữa là kara maimasta. Maimasta, được chưa? Thay vì chúng ta nói kara kimasta, chúng ta sẽ nói là kara maimasta để biểu thị là tôi đến từ một vùng nào đó. Hoặc là khi chúng ta sang Nhật, chúng ta nói là tôi đến từ Việt Nam, chúng ta sẽ nói là Betonamu kara maimasta. Tôi đã đến từ Việt Nam. Chúng ta nhớ động từ ở thể quá khứ nha các bạn, không phải là kimas hay là maimas. Được chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ tôi đang làm một công việc gì đó. Ima watashi wa. Thì phần này cô để cho các bạn có một chỗ trống để mấy bạn điền vô. Ví dụ như chúng ta là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay bất cứ một ngành nghề nào đó, thì chúng ta chỉ cần thế một cái danh từ nó vô là được. Được chưa nào? Tiếp theo, sở trường và sở đoản của chúng ta. Chúng ta có sự chữ sở trường, chữ là chosho. Chosho là sở trường, thế mạnh, điểm mạnh của chúng ta là gì đó. Thì là watashi no chosho wa. Sau đó chúng ta sẽ thế những cái danh từ nói về sở trường, sở đoản, về thông minh, nhanh nhạy, nhạy bén, vân vân. Tiếp theo, về sở đoản chúng ta có chữ là tansho. Watashi no tansho wa. Watashi no tansho wa, sở đoản tức là điểm yếu của tôi là gì đó, thì chúng ta có thể nói dùng cấu trúc này. Được chưa nào? Trong tương lai chúng ta có ước mơ gì thì chúng ta sẽ nói là shorai no yume wa. Yume chính là ước mơ. Ví dụ như cô nói là trong tương lai tôi muốn giỏi hơn về tiếng Nhật, trong tương lai tôi muốn làm việc tại Nhật Bản. Sở thích của tôi. Về cái phần cấu trúc sở thích này thì cô sẽ nói với bạn là khi người Nhật nói về cấu trúc sở thích, một ví dụ như cô nói là sở thích của cô là âm nhạc, sở thích của cô là hội họa, sở thích của cô là tranh ảnh gì đó. Nó là một danh từ thì chúng ta sẽ nói đầu tiên về từ vựng sở thích. Ta có sở thích là chữ shumi. Shumi, vậy sở thích của tôi chúng ta sẽ nói như thế nào bạn? Watashi no shumi wa. Watashi no shumi wa. Ví dụ cô nói sở thích của tôi là âm nhạc thì sẽ nói là watashi no shumi wa ongaku desu. Ongaku desu. Nó là một danh từ, nhưng
Khi chúng ta nói về một động từ, ví dụ cô nói sở thích của tôi là ăn uống, sở thích của tôi là đọc sách hoặc nghe nhạc, thì lúc này nó đã xuất hiện một động từ. Và khi chúng ta dùng mẫu cấu trúc là sở thích có động từ thì chúng ta sẽ đưa động từ về thể từ điển, tức là shisuke. Và cái thể này thì ở khóa tiếp theo, khóa nâng cao, cô sẽ hướng dẫn kỹ và rõ hơn cho các bạn nhé. Ở đây ví dụ như cô nói cô có động từ là đọc sách, yomimasu là đọc, thì nó sẽ đưa về yomu. Thể cấu trúc của nó là watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Động từ đưa về thể shisuke, được chưa nào? Và tuyệt đối mấy bạn nhớ là không nói là watashi no shumi wa hon o yomimasu các bạn nhé. Động từ bắt buộc phải đưa về thể shisuke, được chưa nào? Và tiếp theo, mỗi ngày tôi mà có một thói quen gì đó, cô sẽ nói, ví dụ như cô nói là mỗi ngày cô có thói quen là đi bộ, mỗi ngày cô có thói quen là uống sữa, hoặc là người Nhật nói là mỗi ngày tôi có thói quen là tắm bồn, thì chúng ta sẽ nói là mainichi watashi wa. Về cấu trúc về một thói quen nào đó, chúng ta sẽ dùng động từ ở thể shisuke cộng cho koto ni shite imasu. Và cái mẫu cấu trúc này để mấy bạn hiểu rõ hơn thì mấy bạn nhớ đón xem những cái khóa học tiếp theo nhé, cô sẽ nói rõ hơn về mẫu cấu trúc này. Ví dụ cô nói là mỗi ngày cô đều có thói quen là uống sữa. Mainichi watashi wa gyūnyū o nomu koto ni shite imasu. Được chưa nào? Động từ lúc nào cũng phải chia về thể shisuke, tức là thể từ điển. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta đã kết thúc được cái phần tự giới thiệu bản thân rồi đó các bạn. Các bạn có thắc mắc gì không nào? Chúng ta cùng vào phần tiếp theo nhé.